Bí kíp lựa chọn ngành nghề nào phù hợp đối với mình mà không tốn thời gian thanh xuân tuổi trẻ cũng như là tiền của công sức của ba mẹ nuôi dạy. Phần số 1. Khi mà các bạn search từ khóa này trên Google á, là thuyết con nhím, các bạn thấy nó ra rất là nhiều kết quả. Khi mà bạn muốn lựa chọn cái ngành nghề của bạn á, các bạn phải đảm bảo được 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là cái điều mà các bạn thật sự đam mê, thật sự yêu thích. Yếu tố thứ hai là cái điều mà các bạn có thể làm rất giỏi. Và cái thứ ba là cái công việc mà bạn đang giỏi đó nó tạo ra được giá trị cho xã hội. Có nghĩa là các bạn làm mà nó ra tiền. Và khi các bạn đảm bảo được 3 yếu tố này, đó chính là cái công việc lý tưởng, đó chính là chân ái của các bạn, để các bạn có thể làm và sống thoải mái đến suốt cuộc đời luôn. Bí kíp lựa chọn ngành nghề phù hợp phần 2. Ok, quay lại cái thuyết con nhím ngày hôm trước thì có 3 câu hỏi lớn được đặt ra. Câu hỏi thứ nhất, làm sao để em biết được rằng em đam mê một cái ngành nào đó? Hùng có một gợi ý cho các bạn, đó là trước khi các bạn đi ngủ, trước khi các bạn đưa cơ thể mình vô sự vô thức, các bạn nghĩ tới cái ngành nghề nào? Các bạn nghĩ tới những bức tranh sáng khi các bạn thành công trong cái ngành nghề đó. Có nghĩa là các bạn đang thích cái ngành nghề đó. Câu hỏi lớn số 2, làm sao để em biết được rằng em giỏi trong một cái chuyên môn đó? Các bạn lựa chọn những người anh, những người nào mà idol các bạn giỏi nhất trong cái ngành đó. Các bạn làm, các bạn copy 100% theo những cái sản phẩm người ta đã làm. Ok, bởi vì cái sản phẩm này là phi lợi nhuận nên là không có vấn đề gì hết nha. Nếu ngay trong lần đầu tiên các bạn có thể copy được 50-60% những cái gì mà những người idol, những người anh đi trước của các bạn làm, có nghĩa là các bạn đã có năng khiếu rồi và các bạn có thể theo đuổi được cái ngành này. Câu hỏi số 3, làm sao em có thể biết được rằng là sản phẩm của em là nó sẽ tạo ra được giá trị cho xã hội? Thì cái vấn đề này nó phức tạp hơn. Cái này nó đòi hỏi các bạn phải có một chút xíu tư duy về kinh doanh. Có một cái sai lầm mà cái người Việt mình hay mắc phải khi mà ra làm ăn á, đó là các bạn nhập hàng về trước, sau đó các bạn mới đi tìm thị trường. Đây là một sai lầm rất là kinh khủng các bạn à. Cứ thấy ai bán buôn cái gì đó, mình cũng nhập hàng về như họ, mình cũng bán lên mạng như họ. Nhưng mà tại sao họ bán lúc nào cũng sạch hàng, mình bán lúc nào mình cũng còn hàng? Đó là bởi vì các bạn chưa đi tìm thị trường trước mà các bạn đã nhập hàng về rồi. Và nếu như các bạn phạm vô cái lỗi này thì các bạn sẽ phải trả giá rất là đắt các bạn à. Trên tinh thần là lý thuyết là như vậy, còn lại làm đúng hay sai, đi đúng hướng hay đi sai hướng bây giờ á là tùy thuộc vào các bạn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ nhào ra làm đi. Nếu các bạn thấy thông tin bổ ích với các bạn có thể để lại một like, một tim và đăng ký kênh giúp mình nhé. Mình sẽ trở lại với những video lần sau. Cảm ơn rất nhiều.